Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình giải đáp một thắc mắc của bạn, đó là Gia Yến. Bạn ấy hỏi rằng thầy ơi, cách nào tìm ước lớn hơn 100? Ý nó là các bạn, bạn ấy hỏi rằng cách tìm ước đối với những số lớn đó các bạn. Thì thứ nhất các bạn phải hiểu ước là gì chứ. Ước là chia, ước là chia, được chưa? Ví dụ nè, ví dụ như ước của 4 nè, thì các bạn lấy 4 chia 1 được không ạ? Được. 4 chia 2 được không ạ? Được. Lấy 4 chia 3 được không ạ? Không. 4 chia 4 được không ạ? Được. Lấy. Ok chưa ạ? Đó là ước. Nhưng đối với số nhỏ như thế các bạn thì chia như vậy các bạn sẽ làm lẻ. Còn đối với những số lớn hơn 100 thì các bạn làm cách nào? Thì đối với những số lớn thì các bạn làm theo phương pháp thừa số nguyên tổ. Thừa số nguyên tổ. Được chưa ạ? Thì có hai cách. Cách thứ nhất là bấm Casio. Cách thứ hai đó là giải bằng tay. Được chưa? Mình lấy ví dụ luôn nha các bạn. Mình lấy ví dụ nè, ví dụ như tìm ước của 100. Thì đối với 100 thì các bạn dễ rồi, các bạn dùng làm bằng tay được. Ví dụ như 100 nè, thì mình sẽ tách ra thành 10 nhân 10, sau đó 10 sẽ tách ra thành 2 nhân 5, đây cũng tách ra thành 2 nhân 5. Vậy 100 sẽ bằng 2 nhân 5 nhân 2 nhân 5. Vậy mình viết gần lại 2 nhân 2 nhân 5 nhân 5. Ok chưa ạ? Còn nếu các bạn muốn bấm máy tính thì các bạn bấm theo cú pháp như sau. Thứ nhất on mở nguồn, bấm 100 nè. Sau đó bấm phím bằng nè, sau đó bấm phím shift nè, shift và tới phím FACT. Phím shift nằm bên tay trái trên cùng. Phím FACT nằm bên tay trái hàng thứ tư cột thứ hai, được chưa ạ? Các bạn sẽ bấm vậy. 100 của mình sẽ bằng 2 nhân 2 nhân 5 nhân 5. Ok chưa ạ? Rồi các bạn cẩn thận chỗ này nha, các bạn phải chi tiết chỗ này nè các bạn. Ước của 100 bằng, thì thứ nhất các bạn phải lấy số 1 trước. Ok chưa? Sau đó lấy tần số 2255, lấy tần số thì 2 các bạn lấy một lần thôi, 2 5 các bạn cũng lấy một lần thôi. Được chưa ạ? Một số xong rồi đúng không ạ? Rồi tới hai số, vậy 2 nhân 2. 2 nhân 2 bằng mấy ạ? Bằng 4. Tiếp tục 2 nhân 5 bằng 10. Tiếp tục 2 nhân 5 cũng bằng 10. Mình có rồi, không. Tiếp tục tới số thứ 2 đến số thứ 3, 2 nhân 5 bằng 10, 2 nhân 5 nữa cũng bằng 10. Rồi tiếp tục tới số thứ 3 đến số thứ 4, 5 nhân 5 bằng 20 25. Hết 2 số rồi đúng không ạ? Các bạn tới 3 số nhân lại. Vậy mình sẽ lấy 2 nhân 2 nhân 5, 2 nhân 2 là 4 nhân 5 nữa là 20. Tiếp tục 2 nhân 2 nhân 5 cũng bằng 20. Xong. Tiếp tục các bạn lấy 2 nhân 2 số này nhân với số thứ 3, 2 nhân 5 nhân 5 bằng 50. Hết 3 số chưa ạ? 3 số rồi, tới 4 số. Vậy 2 nhân 2 nhân 5 nhân 5 là ra 100. Ok chưa ạ? Đó, cái bước quan trọng nhất là cái bước nhân đó các bạn. Cái bước nhân đó các bạn, một số xong rồi ta nhân hai số, rồi ta nhân ba số, vân vân và vân vân. Ok chưa? Rồi tương tự các bạn hãy tìm ước của 210 giúp lợi. 210 giúp lợi. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục, những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.